Rồi tôi cắt luôn mấy giây. Tôi cắt luôn mấy giây. Hả? Tôi cắt luôn ông làm mấy giây. Quá nhanh. Làm mấy giây hả? À, chuyên nghiệp quá. Thì làm nghiệp đó không là do có nghĩa là người nào có cái quen người ta quen tay á. Trăm hay không bằng tay quen. Đúng rồi, người nào có cái thói quen ta làm hàng ngày đó. Thổi nhìn không mà cái lúc mà đập á là phải nhìn cho nó đàng hoàng chứ không là phải bước vô tay rồi chứ.